Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về ba cành hoa hồng. Và chúng ta hãy cùng nhau tô màu cho bức tranh ba cành hồng này nhé. Ba cành hồng này thì mình sẽ tô màu ba màu sắc khác nhau. Đầu tiên là mình sẽ tô màu đỏ cho cái cành hồng ở giữa này nhé. Tiếp theo là mình sẽ tô màu xanh dương cho cái bông hồng thứ hai nhé. Tiếp theo mình sẽ sử dụng mộc vàng để tô màu cho cái bông hồng thứ ba này nhé. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây để tô màu cho những chiếc lá này nhé. Mùi gì thơm đấy nhỉ? Đói à?
Theo là màu xanh lá cây đậm để tô màu cho cái phần và video tô màu cho ba cành hồng này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé.